Để tiếp tục chương trình, Bích Phương cứ mời quý vị theo dõi tin tài liệu đặc biệt với Minh Thúy. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Không quân mở rộng thử nghiệm công nghệ Hypersonic tại hai trường đại học Indiana. Kính thưa quý vị, Không quân Hoa Kỳ đang mở rộng các cơ sở thử nghiệm siêu âm dựa vào quan hệ đối tác của trường đại học cho các thí nghiệm trong hầm gió trong tương lai. Đại học Purdue và Đại học Notre Dame Cả hai đều ở Indiana, đang xây cất một loạt các đường hầm gió mới để thử nghiệm kỹ nghệ siêu âm. Theo phát ngôn viên Anne Stefanik, mục tiêu của không quân là thực hiện nhiều thử nghiệm hơn trong các hầm gió yên tĩnh. Một đường hầm gió yên tĩnh là một đường hầm được thiết kế để giảm tối thiểu nhiễu loạn dòng tự do và mang lại dự đoán nhiệt động học chính xác hơn. Stefanek nói trong email hôm thứ Sáu 19 tháng 4 2019. Các trường đại học đã có một đường hầm thử nghiệm siêu âm và đang xây cất các đường hầm để bổ sung cho nghiên cứu và các công tác hàng không vũ trụ. Một đường hầm mới được xây cất tại Viện Đại học Notre Dame mà trường đại học đã tiết lộ năm 2018 đã được xây cất với kinh phí nghiên cứu căn bản từ văn phòng nghiên cứu khoa học của Không quân thông qua chương trình thiết bị nghiên cứu của Đại học Quốc phòng, Stefanek nói. Đường hầm của Viện Đại học Notre Dame gấp đôi đường kính của hai đường hầm trước. So với đường hầm siêu âm yên tĩnh khác ở Hoa Kỳ, cô nói, những đường hầm được đặt tại Texas A&M và trường đại học Purdue. Theo tờ Notre Dame News, trường đại học đã tiết lộ đường hầm có khả năng yên tĩnh ở mặt 6 đầu tiên vào tháng 11. Thông số kỹ thuật đường kính vòi phun của nó đã làm cho nó lớn gấp 2 lần rưỡi so với các đường hầm gió yên tĩnh khác trong các nhóm nghiên cứu của công ty Boeing Hoa Kỳ, hợp tác với chương trình trong trường đại học. Với dự án khoảng 5.4 triệu Mỹ Kim, hệ thống kiểm tra phương tiện bay gấp 6 lần tốc độ âm thanh có thể giúp thiết kế một chiếc máy bay thương mại sẽ bay từ Washington DC tới Los Angeles trong vòng chưa đầy 25 phút, Notre Dame nói. Trường đại học hiện đang làm việc trên các đường hầm có khả năng tạo ra tốc độ Mach 8 hay Mach 10 theo Thomas Koki, giáo sư thiết bị Clark và giám đốc vật lý của Viện Notre Dame và điều khiển dòng chảy, cơ sở tổ chức khu liên hợp phát triển kỹ thuật AEDC và vận hành hơn 55 đường hầm gió khí động lực học, hỏa tiễn và động cơ turbine, buồng buồn môi trường không gian, lò sưởi hồ quang, phạm vi đạn đạo và các đơn vị chuyên dụng khác ở 6 tiểu bang, theo phân phát. Nhìn chung về phạm vi thử nghiệm và huấn luyện, có một khoản đầu tư đáng kể vào ngân sách của không quân trong việc cải thiện phạm vi thử nghiệm và huấn luyện. Wilson nói, không quân đã tiết lộ chiến lược khoa học và kỹ nghệ mới, kêu gọi dịch vụ hợp tác với ngành công nghiệp và học viện để tối đa hóa và mở rộng lợi thế kỹ nghệ của nó trong kỷ nguyên mới của các mối đe dọa ngang hàng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thân mời quý đồng hương tham dự đại lễ kỷ niệm năm thứ 80, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nên Đạo Phật Giáo Hòa Hảo ngày 18 tháng 5 năm kỷ mạo 1939, vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật 30 tháng 6 năm 2019, tại hội trường Sweat House Senior Center, 1000 Forest Glen Road, Silver Spring, Maryland, 02901. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng ban tổ chức Hà Nhân Sinh 204 447 5126. Kính mời quý đồng hương và thân hữu tham dự buổi họp mặt ngoài trời tại Lake Fairfax Park, Reston, Virginia, Canopy G. 1400 Lake Fairfax Drive, Reston, Virginia 20190 vào ngày Chủ nhật 7 tháng 7 năm 2019 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ban tổ chức tha thiết mong đợi sự hưởng ứng của đồng hương và thân hữu tham gia đông đảo. Mong chúng ta sẽ có được một ngày họp mặt vui vẻ và đầy ý nghĩa. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Phích 469 583 8012 hay ông Vũ 703 898 5876.